một cái quán hủ tiếu gõ quá trời đất luôn bạn ơi, không còn bàn để ngồi luôn á. Rồi khách đứng mua về cũng nhóc luôn bạn. Cái quán này mình cũng hay ghé ăn nè, bữa nay lại ăn hủ tiếu gõ, quay cho bạn coi luôn. Bạn nhìn nè ha, khách nè, nghẹt luôn á, không còn bàn để ngồi luôn. Có cái bàn đó nãy khách mới bước ra đó bạn. Vì cái quán này của cái anh bạn trẻ đó bán, mình lại đây ăn cũng mấy lần rồi mà, quá trời đất luôn. Bạn nhìn kìa, khách đứng đợi, đứng đợi ngoài xe đó bạn. Đây là hủ tiếu gõ nha các bạn, hủ tiếu gõ. Mình đang đứng ngoài đường quay nè, cho nên là cái âm thanh mà lỗ nó hơi ồn bạn, bạn thông cảm ha. Có hai vợ chồng mà bán là không kịp con ơi. Quá trời đông luôn. Thì cái quán này có một cái đặc điểm đó các bạn, là nó rất là ngon các bạn, và giá bình dân các bạn, nói chung là thuộc dạng là rẻ. Kiểu ngày xưa thì nó gọi là hủ tiếu gõ các bạn. Ngày xưa là những người bán cái hủ tiếu này nè, thường thường sẽ cầm một cái dụng cụ đi gõ dòng đường các bạn. Thì khi mình nghe cái tiếng gõ thì mình sẽ kêu và người ta sẽ đem lại tới nhà các bạn. Còn hiện nay thì cái hình thức gõ này không còn nữa các bạn. Bây giờ chủ yếu là bán tại chỗ không mà, chứ không có ngày xưa, không có giống như ngày xưa. Thì bây giờ nó cũng còn gọi là hủ tiếu gõ các bạn. Thì bạn nhìn, nói chung là mình mình nói là mình chỉ chia sẻ thiệt không à. Bạn nhìn cái lượng khách như thế này, rồi cái người đứng mua như thế này, thì bạn biết cái chỗ này bán ngon hay không mà đó, đúng không? Chứ không cần phải là khen ngợi gì đây chứ. Làm nhanh lắm mà không kịp các bạn. Đây có hai vợ chồng. Quá trời đông. Thường bán cái này nó có một cái nồi, nồi nước lẩu các bạn, để mình trụng không thiếu á. Kịp mà. Quá trời đông. Ảnh nhanh hết, rất nhanh luôn. Lúc trước mấy lần trước mình lại đây thì có một cái người phụ các bạn, à, bữa nay như không có. Bạn nhìn khách đông ha. Thì ở đây nó có hủ tiếu mì các bạn, với hoành thánh. Còn là các bạn ăn hủ tiếu không thì cũng được. Nói chung là bạn kêu theo ý của bạn.
cái bạn trẻ này làm rất là nhanh luôn á, mà không kịp quá, đông quá là không kịp. À, rất nhanh luôn á. Nhìn thấy nhanh không, nó làm tốc độ luôn không kịp. Nãy giờ mình tính hỏi mà thấy lu bu quá mà, cái lu quá không hỏi được. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy em? 5 giờ chiều hả? 5 giờ chiều em bán tới mấy giờ? Hết rồi mà, nghỉ rồi à. Bán như nào hết là nghỉ phải không? Dạ. Em bán cái này nhiêu năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm hả? Bạn trẻ này làm rất là điêu luyện luôn bạn, rất nhanh luôn, nhưng mà đông quá là không kịp mà. Nó nằm ở trên cái đường Trần Hưng Đạo nè các bạn, cái trước này Trần Hưng Đạo ha, rồi phía bên đó là cái shop trẻ em các bạn, con cưng. Rồi các bạn nếu mà bạn mới theo dõi kênh mình thì các bạn bấm cho mình một cái like ha, bấm một đăng ký ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến hết ha. Bye, xin chào tạm biệt các bạn nha.